Vân Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình Bạn Có Biết. Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi cô kế cô Lily. Cô là ứng cử viên cho hội nghị viên của San Diego quận hạt 1. Hi Lily. Hello. Can you please introduce yourself with VNTV audience? Sure. Hi, my name is Lily Zhou and I'm a mother of three successful adult children. I'm proud to say that. Oh wow. And I was born and raised in China and came to this country 17 and a half without a word of English. So I was telling you earlier that China gave me birth and gave me the value, but United States is my, China is my mother and US is my father, because in this country, all my dreams, every one of them, almost, they all became reality. So very lucky and blessed. Yeah, that's really nice though. Thank you. Cô Lily cho biết là cô là bà mẹ có ba con và ba con của cô rất là thành công luôn. Rồi cô tới Mỹ năm cô 17 tuổi, cô tới từ bên Trung Quốc. Cô tới đây rồi cô nói là giống như Trung Quốc là cái nước mẹ của cô, thì tại Mỹ đã tạo cho cô những cái niềm mơ ước và tạo những cái sự thành công cho cô. Từ khi cô tới Mỹ là cô không biết một cái tiếng Anh nào hết, mà cô đã tự mình gây dựng đến những cái sự thành công của ngày hôm nay là do nước Mỹ. So I know that you're going to run for San Diego Council District 1. Yes, City Council District 1. So what is the reason motivate you that you're going to run for the City Council? Very good question. Because when I moved here 20 years ago, a lot of people, they always ask me and say, Lily, why don't you become a City Council? I have absolutely no clue and I'm not interested in politics, because from what I know, politics is quite dirty and it's just not for me. So for 20 years, I say no, the same with you. Yeah. You're saying it now, but someday, after 20 years, someone asked me again. I mean, during this 20 years, a lot of people ask, I say no. And then March 9 at the APAC Gala, I was approached again and then I said no again. And then there was a kid, but he's not a kid. He's 32 years old, actually. He's running for District 5. And then he said, I can help you. And then I said, if you can do it, why can I not? Right? So then I turned around and say, sure, I'm going to run it. And that was that. And then it was very funny because I thought he was going to teach me everything, how to do it. But ended up, a week passed. I didn't know what to do, so I went to Google, and then Google told me to go to city clerk office to register or to find out more information. So I went, and then the city clerk said, you just need to fill out a form and sign it. And I said, do I need to bring my attorney? Because I thought, you know, politics. And she said, no, you don't. And it was that, and here I am. So right now, do you have any other people help you, or just you by yourself do the whole running? I have a lot of people helping me right now. Oh, that's yes, great. They're giving me ideas, they're giving me letting me know what to do. So still a lot of learning. That's wonderful though. Thank you. Phương Quỳnh có hỏi cô Lily là cái lý do tại sao cô ra ứng cử, thì cô có nói là khi mà cô tới San Diego 20 năm về trước thì không biết cái lý do tại sao có rất là nhiều người hỏi cô là ô cô có đi ứng cử hay không hay là này nọ, thì cô nói là tôi không có thích về chính trị. Với lại hồi nãy mà trước khi cái show Phương Quỳnh với cô có nói chuyện là Phương Quỳnh không có thích gì chính trị, với lại Phương Quỳnh không có theo dõi những tin tức về chính trị, thì cô nói là 20 năm về trước cô cũng như vậy, cô nghĩ là chính trị là một cái gì nó không có trong sáng, cho nên là cô không có theo dõi những cái sự chính trị. Và đến bây giờ cô hồi từ trước khi tháng 3 là cô cũng vẫn nói là không, tôi không thích về chính trị. Rồi từ cái hôm mà gala thì lại có một người hỏi cô nữa là ô năm sau cô có ra ứng cử hay không, thì lúc đầu cô có nói là không, tôi không có đi ứng cử. Nhưng mà có một cái anh chàng ngồi kế bên cô nói là không, tôi sẽ ra ứng cử cho cái quận hạng 5. Thì cô mới nói là ô nếu mà cái anh chàng này trẻ như vậy mà anh ra ứng cử được thì tại sao tôi không ra ứng cử được. Thì đó là cái lý do mà cô đi ra ứng cử. Với lại cái anh chàng này mới đầu nói là không, nếu mà cô ra ứng cử thì tôi sẽ giúp đỡ cô, tại vì tôi đã có nghiên cứu bao nhiêu tháng rồi. Nhưng mà cô nói khi mà cô đã quyết định ra ứng cử thì
không có ai giúp cô hết, cô cũng tự một mình mày mò trên Google coi là cái bước kế tiếp là cô phải nên làm cái gì. Thì cô nói là cô phải ra cái county, cái city clerk để giống như lấy một cái tờ giấy, cô điền cái form vào, rồi cô còn hỏi người ta là ô tôi có cần đem theo luật sư của tôi không, hay tại vì cô nghĩ là nếu mà mình ra ứng cử viên thì mình cần luật sư, nhưng mà không cần luật sư, cái điều cô cần làm là cô chỉ cần bỏ tên vô cái tờ đơn đó thôi. Rồi Phương Quỳnh có hỏi cô là bây giờ là có người nào giúp cô không hay là cô vẫn tự một mình, thì cô nói là rất là may mắn cho cô là bây giờ đã có rất là nhiều người giúp đỡ cô và cho những cái ý kiến rất là tốt. So if you got selected next year, what is your goal? My goal is number one is to get things done, because that's my platform, Lily Gets Things Done, and for my community. And the second thing I wanted to do is to inspire youth to become a great future leader to be successful in the future, because I wanted to create programs for the youth to interact with the adults instead of using the technology all the time, and to how to build a personal connection with their parents. And because once they're 18, they've gone to school, I mean gone to college, and then they're gone, you know. So but with today's technology, it's all about, you know, they're always constantly on the technology, and I don't want to see that. So I wanted to see how I can create programs for all my communities, like among my communities libraries, to have a monthly interaction talent show, such as talent show, to have the parents and children to build a relationship. And also earlier you interviewed Sergeant of San Diego Police, and the drug is another big issue. So I think I wanted to also find a way how to help the youth not to dependent on drug, but more dependent on the positive of you know, to set a purpose. Because if they have purpose, then they will not need the drugs. So that's what my understanding is. And then the homeless, and there's so many things I wanted to do for my people if I'm elected. And you'll find out on my website. Phương Quỳnh có hỏi cô là nếu mà cô thắng trong cái cuộc ứng cử vào năm sau thì những cái dự định của cô là như thế nào? Thì cô nói là cái dự định thứ nhất là cô sẽ hoàn thành những cái mà cô đã dự định ra, là cô muốn đem cái cộng đồng của cô, những cái cộng đồng lại gần với nhau hơn, những cái thế hệ trẻ hơn với những cái thế hệ lớn tuổi hơn, siết gần với nhau hơn. Là tại vì quý vị, cô nói là bây giờ những cái technology, quý vị thấy là những cái em bé suốt ngày cứ ngồi dán mắt vô những cái phone hoặc là iPad hoặc là laptop, người ta không có đi ra ngoài giống như là sinh hoạt cộng đồng chung với nhau. Thì cô muốn là tại những cái thư viện của cô, cái nơi mà cô sẽ trở thành, nếu mà cô thắng cái ứng cử á, thì mỗi một tháng cô sẽ làm những cái talent show, những cái hoạt động để có thể giúp cha mẹ với con cái những cái thế hệ khác nhau lại gần với nhau hơn, thay vì là chúng ta cứ ngồi vào những cái chơi game không có ích cho cộng đồng. Với lại cô có nói là hồi nãy Phương Quỳnh có nói chuyện với lại Sergeant Liam, là sau cái cuộc phỏng vấn là Sergeant Liam nói là bây giờ có rất là nhiều em trẻ xài những cái drug, những cái chất gây nghiện có thể dẫn tới tử vong. Thì cô nói là cô muốn làm sao mà phòng tránh những cái chuyện đó xảy ra. Khi mà đến cộng đồng của cô thì cô sẽ nói chuyện với những em trẻ, định hướng cho những em trẻ về cái định hướng trong tương lai sẽ làm cái gì. Thì những bạn trẻ đó sẽ tập trung vào công việc của mình để thành công hơn, thay vì là mình xài những cái drug, xài những cái chất gây nghiện không có ích gì cho cộng đồng hết. Cái này là cô sẽ định hướng mọi người là đây là cái tương lai, quý vị đây là những cái định hướng tốt đẹp, thì sẽ đi tới đó có thể giúp ích cho bản thân và giúp ích cho cộng đồng. So thank you so much for coming in today. It's really grateful for us to have you here. Thank you. And one thing I wanted to mention, very critical too, is that I don't know how many of the youth or adult out there knows that with the AI and technology, you know, changing so fast, 80% of the jobs probably will be obsolete. So just have everybody pay attention to what they're learning from school, because if anything the AI can do, then the job probably will not last. So you got to be creative and innovative to get yourself
you know, prepare yourself for the future, and that's very, very important. Cô có một cái lời nhắn nhủ cuối cùng là cô nói là với những cái technology ngày hôm nay thì quý vị biết là những cái technology bây giờ chúng ta có thể làm được, nhưng mà sau này là có thể thay bằng những cái con robot, những cái gọi là tự động, những cái máy tính có thể làm được. Thì cô nói có thể trong tương lai 80% cái job của chúng ta đang làm bây giờ không còn nữa, là tại vì thay thế bằng những cái technology đó. Thì chúng ta những cái thế hệ trẻ sau này thì nên gọi là nên bộc lộ năng khiếu, nên học hỏi tìm hiểu thêm cái cách làm sao mà để càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, thay vì là mình cứ dựa dẫm vào những cái technology đó. So thank you so much for your time and good luck for the next year running. Thank you.